Xin chào mọi người. Ngày hôm nay chạy chó Govi và vườn bách chó Govi tổng kết cái kết quả của cuộc thi chó đẹp của tuần vừa rồi, là giải thi chó đẹp Việt Nam Championship Dog Show do câu lạc bộ Đại Việt DVKC tổ chức ngày 14 và ngày 15 tháng 9 năm 2019. Giấy chứng nhận chó đẹp quốc gia thì gặt được rất nhiều, nhưng mà chủ yếu là chúng ta sẽ điểm danh qua các cái cúp thôi. Nhưng còn sót mất hai cái cúp là cầm về để ở bên văn phòng công ty. Đây là cái cúp to nhất. Cúp này là của Rottweiler Loki. Tiếp theo, con chó đẹp nhất lứa tuổi baby từ 3 đến 6 tháng của Ishiro Rottweiler. Bên cạnh nữa, vị trí thứ hai, con chó đẹp nhất, thứ tư là con chó đẹp thứ nhì trong tất cả các giống chó cũng là của Ishiro. Tiếp đến cái cúp đẹp đẹp này, cúp này để uống bia được. Best Local Breed In Show, đây là cúp của Loki, tức là con chó sinh sản trong nước đẹp nhất của tất cả các giống chó. Đây là giống Rottweiler so với các giống khác đấy. Này, quay lại sang bên này, hai cái cúp giống nhau. Hai cái cúp giống nhau này là hai cái cúp con chó đẹp nhất sinh sản trong nước, nhưng mà nó giành ở vị trí thứ ba thôi. Cho nên là nó cùng với như đây, như cái này là một lần ở vị trí thứ nhất này. Tiếp đến Best Junior In Show, đây là cỏ con Doberman của trại. Best Junior In Show, chó Doberman. Best Junior In Group, con chó đẹp nhất của nhóm. Con nào mà thắng được con chó đẹp nhất của nhóm thì mới thi đến vòng tiếp theo, là con chó đẹp nhất của cuộc thi. Đây cũng là Best Junior In Group. Rồi xong cúp, như vậy là cúp là có mấy cái ở trong ở cái cấp độ in show, tức là cấp độ cao thì có cái to nhất. Rồi cái này tất cả các giống chó này đứng vị trí thứ hai này. Cái này là trong nhóm 2. Cái này cũng là tất cả các giống chó này đứng vị trí thứ ba. Tất cả các giống chó đứng vị trí số 1. Con chó đẹp nhất, đây là con chó trẻ Junior của nhóm 2. Rồi giàn cúp cầm về. Rất nhiều cốc để uống bia và hoa. Hoa thì bét, hoa thì để vậy vậy thôi, còn bên dưới này treo lên mấy cái Best Junior Breed, con chó đẹp nhất giống của cấp độ từ 9 đến 15 tháng. Cái này của con Dog Best Breed, con chó đẹp nhất giống. Cái này là của Loki, của Rottweiler. Đây cũng là Best Breed, cũng là của Loki, con chó đẹp nhất giống. Best Baby Breed thì đương nhiên là nó là của con Ishiro rồi. Thực ra thì sau khi mà đạt những cái con chó đẹp nhất giống này rồi, cái phần thi mới đến phần đến cái phần nhất group này, tức là nhất giống, các con nhất giống thi với nhau để tìm ra các con đẹp nhất của nhóm. Sau nhóm thì tìm cái con đẹp nhất của nhóm rồi mới vào thi. Cái phần này là cái phần con chó đẹp nhất của show. Đây, đây là những con mà đã ở trong vòng này, tức là nó đã thắng ở nhóm rồi.
nó phải thắng ở nhóm chó đẹp của nhóm rồi thì nó mới vào đến vòng thi chó đẹp cuộc thi. Và các cái chứng nhận chó đẹp quốc gia và chó đẹp khu vực Đông Nam Á CCC của Loki và của con chó Doberman của trại của Rottweiler và của Doberman. Lưu lại một chút kỷ niệm cho cái cuộc thi lần này. Một cuộc thi mà Gerby mang được về khá nhiều cúp. Rồi, xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem các cái video của chạy chó Gerby. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo. Thank you.